cùng với An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trà Vinh đang có chiều hướng phức tạp. Trong nhiều ngày qua, tỉnh này liên tục ghi nhận số ca F0 ngoài cộng đồng và hôm qua là 52 ca. Trà Vinh đã phải mở lại 6 bệnh viện dã chiến để đảm bảo cho công tác điều trị. Nơi tôi đứng đây là bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Trà Vinh với sức chứa khoảng 100 giường. Thế nhưng hiện đã sử dụng hết công suất. Mới đây, tỉnh Trà Vinh đã cho phép bệnh viện này tăng thêm 60 giường để phục vụ cho công tác điều trị trong tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp sau ngày 1 tháng 10. Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận trên 600 ca nhiễm, trong đó 410 ca là người dân sống và làm việc ngoài tỉnh về địa phương. Điều đáng lo nhất là hiện có 5 ổ dịch ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây tại Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú và Duyên Hải, với số ca mắc tăng 14% so với thời điểm ngày 1 tháng 10. Hiện Trà Vinh đang tập trung truy vết để tách kịp thời F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm phòng cho người dân. Hiện Trà Vinh là một trong những địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ tiêm phòng rất là thấp, với mũi 1 56%, còn mũi 2 chỉ đạt 7,8%. Nguyên nhân là do cái lượng phân bổ vaccine về nơi đây rất là thấp, khoảng 456.000 liều trên 1 triệu dân. Vì thế địa phương này đang rất cần cái nguồn vaccine phân bổ về gốc để tạo được cái miễn dịch cộng đồng trong điều kiện dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay.